Chào anh em ha, thì lâu quá mà dịch bệnh là mình không có làm clip chia sẻ cho anh em về vấn đề mà khó khăn khi lên lớp y. Thì hôm nay mình chỉ nói về phần dây điện thôi, dây điện thôi ha. Trước khi mình ráp vô mình test cho anh em coi, bây giờ dịch bệnh mình không có test được là thử xe này khi lên lớp y nó hao bao nhiêu cây một lít, cũng chưa coi rồi này kia. Mình test phần dây điện này mình làm lại mà, nên là bắt buộc là mình phải test trời mưa, trời nắng, trời gió gì đó. Đó, mình đi tour ngoài rồi mình rửa xe rồi này kia, xem để có lỗ hổng chỗ nào thì mình phút lại chỗ đó ha. Rồi thì dây này mình đã nói nhiều rồi, dây này là dây F150 thì mình làm lại theo quy định sửa 135 anh em đó. Thế nên là nhìn với cái ống này là ống của mình hết, mình làm lại là của mình hết ha. Chỗ mà cái ống nào mình giữ lại được zin thì mình giữ lại, còn không là mình thay hết để cho nó bọc cho nó phù hợp đó anh em. Ví dụ như thấy cái dây này dây tóc tay bên phải không, thì anh em thấy không, nó ống là của mình làm lại. Rồi mấy cái đầu jack cốt rồi mình bấm lại hết ha, toàn bộ luôn, để mình làm cho nó hoàn chỉnh luôn, mình không phải phải lo lắng về vấn đề gì hết. Việc còn lại là mình chỉ có test thôi ha. Đó thì khi mà anh em mua bộ dây F150 về, khi mà ráp lên á là không được hoàn hảo trên sườn 135 đâu nha, không có hoàn hảo đâu, nó rất là cấn và nó rất là đụng chạm nhiều thứ lắm, rất là nguy hiểm. Nói chung là đi cũng đi được thôi, nhưng mà nếu mà nó để bền theo thời gian, cộng dây bền theo thời gian là không có. Tại vì nó cứ kéo bẻ cổ bẻ tới bẻ lui, là cái phần đầu này cứ kéo gì tới kéo gì lui khó chịu lắm. Mình đã làm clip trước cho anh em coi luôn, thì bây giờ mình đã làm lại rồi ha. Nói chung là vấn đề nói này nói nhiều rồi, thì ở clip trước đó, mình chưa có nói anh em về cái vấn đề mà cái cọng dây này, này cái chỗ bắt bắt chỗ này này, mình khoét một lỗ để mình nhét cái cọng dây này vô vừa. Dây này là dây IC dây sạc với lại dây rồi là quạt ha. Đây anh em theo đó, cho nó nằm bên này, là quạt thì mình cho nó lên đây. Nói chung là chỗ này mình thoáng hơn, mình móc chỗ nào cũng được. Còn cái phần ICU thì mình để nó làm bay. Tại vì cái chỗ này của mình này, mình kê nó cao rồi, do là mình tăng hạ phục cao quá nên đội lên mình gối chỗ này lên cho nó bẻ tới bẻ lui, nó không bị cấm thôi ha. Đó là đối với anh em mà không hạ giống mình á thì thả cái ICU đấy thoải mái lắm, để đây nằm thoải mái lắm. Kể cả rất leo hay là gì đó, nó nằm được thoải mái. Còn cái sạc này bắt buộc mình phải bắt cứng vô sườn ha. Sạc này bắt buộc nó cứng vô sườn. Để clip sau, ví dụ nếu mà có thời gian rảnh này, mình sẽ nói là tại sao mình phải cần bắt chết vô sườn và mình bắt thằng trước để cho nó giải nhiệt ha. Đó, cho nó thoáng, gió lùa vô cho nó lúc nào nó mát. Tại vì cái điện này nó sinh ra rất là mạnh, nó sinh ra rất là nhiều và nó mạnh ha, để nó nuôi toàn bộ hệ thống luôn. Đó, thì về phần ICU sạc đồ này kia, đó dây này mình cũng nói rồi ha. Đó, mình khoét chỗ này, mình lấy cái doa mình khoét vô cho cái lỗ tròn. Đây là cách thứ hai mà mình muốn nói với anh em là đây. Khi mà mình ráp cọng dây lên đúng không? Thì cái phần dây ICU đúng không? Là không cần phải khoét cái lỗ như mình, thì mình để cọng dây trên cái bát này luôn này. Nè anh em nhìn nè, anh em thấy không? Phần trên này khi mà mình ráp vô nó có khoảng trống đây để nó giữ cọng dây của mình. Mình đi luồn nó từ dưới lên đây nè. Từ dưới đó lên luồn vào trong đây, luồn qua bên này. Đó, anh em thấy cái phần khoảng trống đây không? Này, cho cái nằm chờ cọng dây nằm lên trên đó, thấy không, thấy chỗ ngón tay mình không, đó cho nó nằm luôn trên đó, không cần phải khoét chúng mình ha. Đây là cách thứ hai đó, thì bắt đầu mình rác ghét cái ốp ICU lên đây là xong ha. Đó rồi phần này cánh phần này đó mình đập nó xuống ha, cho nó nằm bằng chỗ này nè, để mình bắt cái yếm đây không bị cấn. Tại vì khi mà anh em nhớ là khi và xe này là xe xăng cơ và mình đã chế mình làm lên cho FI á, là bắt buộc mình phải chấp nhận là phải bỏ lên nhiều thứ. Ví dụ như lên điện sườn mà lên FI đúng không, thì tất nhiên là cái phần điện sườn nó sẽ nhiều FI nhiều hơn cái phần xăng cơ, thì anh em phải mình phải chấp nhận bỏ một thứ gì đó, thì mình chấp nhận bỏ cái hộp boe này đi để mình có thể nhét được cái phần mà chia điện sau khóa này, stop chân với lại tay này, rồi cái phần mát của toàn bộ FP này, toàn bộ hệ thống điện này luôn ha. Thì cho mình cho nó nằm gọn bên trong này, anh em thấy không, cho nó nằm gọn bên trong luôn, cho nó nằm phần này luôn, và nó có miếng bọc nhựa nên không có sợ ha, mà nó bọc lại hoàn hảo luôn đó. Thì cái lúc trước á mà nó nói là cái phần dây của mình đúng không, là đi ở dưới này đi luồn qua đây, còn bây giờ mình không đi như vậy nữa, mình đi luồn ở đây ok. Còn đối như anh em mà ví dụ như mà muốn đi cái hộp boe zin á, bắt buộc là anh em phải lược, anh em mình có thể giúp anh em lược bỏ cái, anh em thấy cái phần đen đen, hai cái đen đen, ống đen đen này không,
là trong đây là do phần chi điện đó, chi điện của sóc tay với lại sau khóa đó, thì mình chỉ giữ lại cái phần mát thôi đó. Nói chung là mình phải lược bỏ hết mấy phần đó thì mình mới đi cái hộp đó. Tại vì mình phải chấp nhận thôi anh em, mình đã lên lớp y và cái sườn này sườn xăng cơ mà, thì mình làm mình cái việc ưu tiên của mình á là về phần dây điện, chỗ nào mà ảnh hưởng tới dây điện mình bỏ hết, hiểu không? Có nghĩa là cái phần cơ á mà nó ảnh hưởng tới cái phần dây điện mà nó không được hoàn hảo á là mình bỏ cái phần cơ đó luôn. Mình chỉ lấy giống như cái miếng cao su ở đây nè, mình thấy nó vướng víu quá, nó vướng víu dây điện của mình quá, mình dẹp mình bỏ luôn ha. Cái anh em xe jean này sẽ có cái phần che ở đây nè, phần che cao su đây nè, mình thấy nó vướng quá mình dẹp luôn ha, để mình để được cái, những cái cọng dây của mình cho nó khi mình ốp bẩn vô nó thoải mái, nó không có cấn gì hết đó. Vậy thôi thì mình ưu tiên là về phần điện. Cái phần đuôi thì nó chả có ảnh hưởng gì anh em. Đây cho anh em coi ha, cọc bình thì bắt bình thường đấy, cọc bình thì bắt bình thường nha anh em đó. Mình bẻ lại cái cọc độc rồi thôi thì bắt bình thường đấy. Cọc mát thì mình vẫn giữ zin cái cọc mát ha, cọc mát zin của F135 thì mình giữ lại. Còn cái phần dây mát này là mình tự làm ha, mình không mua trong hãng, mình nó nói rồi cái dây mát này trong hãng bán tới trăm mấy cộng nên mình không có mua đó, mình làm rẻ hơn nhiều. Đây cặp dương thì mình bẻ lại thì dây điện sườn zin 135 mà hai cái cầu chì chính và cầu chì phụ 15 và 7.5A thì mình vẫn để đây bình thường thôi đó. Nói chung là cái phần đuôi này như zin anh em. Đây là miếng góc nguyên mình treo để đây đó, dây nó hơi dài cho nó đi vòng thôi đó, anh chả ảnh hưởng gì hết. Phần đuôi là ok. Đây, phần đuôi thì ok ha. Rồi có vẫn có giữ lại cái đập lỗi bình thường. Nói chung là dây như zin mà ha. Đây, dây kích lửa. Kích lửa thì mình bọc vẫn cho nó ở đây bình thường. Đẹp trai. Đó, cảm biến oxy bình thường, nước mát bình thường. Đó, quạt đồ này kia dây điện mình chuyển lại về hết. Đó. Bình thường ha. Đây cái dây này là cái dây dây này là mình lấy dây sau khóa ha. Mình lấy dây sau khóa, điện sau khóa để cấp cho cái thằng bơm quạt điện là bơm nước điện ha. Đó đây, cái dây bơm điện mình này. Thì mình làm cho nó gọn lại. Đấy mình làm cho nó gọn lại. Đó, thì mình bọc rồi là cho nó gọn lại ha. Đó như vậy thôi thì nói chung là clip này muốn nói cho anh em, chủ yếu cho anh em là mình đã làm xong phần điện hoàn hảo. Bây giờ việc của mình là chỉ có test nó thôi, chỉ có thử nó thôi, đi mưa thôi. Cái mình chỉ sợ là đi mưa thôi ha. Nhưng mà mình sẽ phải test nó để coi nó có bị lỗi chỗ nào để mình fix lại chỗ đó ha. Rồi thì mình sẽ ráp là ná vô để mình clip sau có thể là mình sẽ test cho em coi là FP này thì khi mà mình đi đường hỗn hợp từ thành phố tới đến đường trường á là nó hao bao nhiêu cây một lít, để mình so sánh được, để mình ước lượng được. Nói chung là cái cấu hình, cái này cấu hình xe mình á, mình chưa thả cam nó về nữa anh em. Cam nó vẫn là cam M023, lòng thì vẫn cái lòng cũ, vẫn cái bài cũ, máy mình chưa đụng gì luôn, mình chỉ làm FP ngoài thôi ha. Đó phần đèn đầu nó kia ok hết rồi. Chào tạm biệt em ha, thì hẹn anh lúc sau thì mình sẽ làm cho anh em coi. Hết dịch bệnh rồi ra đường thoải mái rồi mình sẽ làm những cái món đồ mà anh em đặt bữa giờ mà mình chưa có làm được, chưa có dám nhận, tại vì không có đồ để làm cho anh em luôn. Tại vì ở đây dịch bệnh của mình nặng lắm, khu mình bên cạnh nhà dính có mấy người ra đi, mấy người mất rồi, cũng bị Covid nào này kia nên thôi mình ráng xong rồi hết dịch thì mình tranh thủ là cho anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của mình, hẹn xong nha. Bên nữa mình nổ máy cho anh em nghe coi ha. Thì giờ bữa giờ dịch bệnh mình cũng phải nổ máy 4-5 ngày mình nổ máy một lần. Thì anh em mới dụ mà anh em lâu anh em chưa nổ máy nên anh em bỏ cái bu mở ri ra, anh em cho nhớt sạch vô nha, nhớ là mình phải cho nhớt sạch vô trong đây nha. Đó thì khi mình cho nhớt sạch vô trong đây thì nó bôi, mục đích của mình là chỉ bôi cho cái lòng phần trên này nó chưa được lên nhớt á, thì kệ nó cứ ra khói, khi mà nổ máy ra đầu nó cứ ra khói kệ nó, miễn là mình bôi nhớt vô đây để cho thứ nhất là cho cái miệng xúc bắp á nó được nó không bị khô bị rang á. Thứ hai là cho cái lòng của mình nó bôi trơn này kia. Rồi, nổ máy cho anh em nghe thử. Chung mình bữa giờ mình nổ cũng ngọt ngào bình thường ha. Rồi thì chào tạm biệt em ha, hẹn em sau nha.